Bát nhã ba la mật đa sâu xa không nhiễm ô, nên các pháp sắc vân vân cũng không nhiễm ô. Nếu đối với như vậy mà không có sự phân biệt, tức là hành bát nhã ba la mật đa, thiện hiện nên biết vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không có sự phân biệt, nên đối với tất cả pháp không lấy không bỏ, không nói không dạy, không kéo theo không đuổi đi. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử ở giữa hư không vui mừng hớn hở, đồng thanh sướng.